Có bà dạy vào khèo khèo không? Có khều khều này kia, bả mệt đó, bực bội Hất tay ra. cho xô ra. Xô ra luôn. À, Nói lớn tiếng luôn à? Hay nói nhỏ tiếng? nói lớn tiếng luôn. Để cho con nghe tiếng luôn. À. Thế là mình bẻ máy luôn. Trời đất quỷ trần này, thua luôn. Mới về hôm qua cái đầu hôm này á, là lại phá cửa cổng rồi hết trơn rồi, bả bắt hai ba cái thùng bê, bả trèo ra lỗ thông gió bả đi. Ôi giời, treo tường rào luôn, treo cửa luôn. Dạ. Ý cha mẹ ơi. Trèo ra lỗ thông gió đi. Dạ đội hiệp sĩ Nguyễn Tài Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày gần đây anh em sĩ Bình Dương ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các anh các chị về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình và đăng tin để tìm vợ cũng như tìm con, đặc biệt là rất nhiều chị gái về đây khóc tìm chồng vì chồng ôm theo tài sản, vẫn là chồng về dụ để ôm theo những số tài sản và số vợ trong thời gian qua, vợ dành dụm rất lâu. Nhiều chị vợ về đây khóc hết nước mắt luôn, nhìn thương cô chú anh chị. Ở nhiều cô chú anh chị cũng chỉ trích là tại sao dại, nhưng mà dại thì cũng đúng, nhưng mà đôi khi người ta vẫn là thương chồng vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng mà đây tiếp tục một cái câu chuyện hôm nay, một câu chuyện tiếp theo, một câu chuyện cuối tuần. Một anh trai hiện nay về báo tin một câu chuyện, một tin phải nói là rất hot. Anh em nghe chuyện phải nói rất giật mình. Hy vọng là các cô chú anh chị xem video này, đây cũng là bài học. Nếu các cô chú anh chị biết được cái thông tin chính thức hiện nay chị gái này đang ở đâu thì có thể là giúp anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào anh trai nhé. Chào anh có thể anh giới thiệu cho em cũng như cho các cô chú anh chị biết được anh họ tên là gì? Em tên Nguyễn Hoài Phương. Anh Phương hả? Dạ. Anh Phương mình nhiêu tuổi rồi? Em 46 tuổi. 46 tuổi hả? Dạ. Anh Phương quê quán ở đâu? Kiên Giang. Kiên Giang luôn hả? Mình đang sống ở Kiên Giang luôn hả? Ồ, Kiên Giang, Kiên Giang. Kiên Giang, sao vậy? Dạ. Ừ. Anh Phương là mình làm nghề gì? Em làm nghề hồ. Làm hồ hả? Dạ. Ồ. Công việc ổn định không anh? Anh làm thầu à hay gì? Em làm công. Làm công hả? Dạ. Ồ. Công việc có ổn định không anh? Cũng ổn định. Thu nhập tốt không? Ngày 500 mấy, tháng cũng được mười mấy triệu. Vậy là ngon rồi. Anh lấy vợ lâu chưa? Em lấy vợ cũng lâu rồi, hai mấy năm rồi. Hai mấy năm rồi. Dạ. Mình có đăng ký kết hôn không? Dạ, tại hồi đó dưới quê không có đăng ký kết hôn. Nói chung thời xưa thì ở quê thì em được biết là đến giờ phút này em ghi nhận là cũng rất nhiều trường hợp không vì nhiều lý do mà không đăng ký kết hôn. Dạ. Đôi khi là cũng sợ phiền hà, sợ tốn tiền chẳng hạn. Dạ. Thời xưa nó khác, thời giờ nó khác, nhưng mà bây giờ là hiện nay là mình sống với nhau được mấy người con rồi? Sống nhau được một đứa con trai. Con anh nhiêu tuổi rồi? Con năm nay 16 tuổi. 16 tuổi hả? Dạ. Con anh còn học không? Con em học rồi lấy bằng lớp 9 rồi đi ra học nghề. Học trường nghề hả? Dạ. Anh cho em biết là hôm nay anh về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Dạ. Anh cho em biết là vợ anh họ tên là gì? Cao Thị Ngọc Huệ. Cao Thị Ngọc Huệ ha? Dạ. Huệ. Hoa Huệ hả? Dạ. Vợ anh nhiêu tuổi rồi? Vợ em bốn mấy tuổi rồi. Vợ anh sinh năm mấy? Mình để trong đó. Vợ anh tuổi con gì? Vợ anh tuổi con gì? Vợ em tuổi chó. Tuổi chó. Tuổi chó. Vợ anh sinh năm 1982, tuổi Tuất. Chứ nói tuổi chó thì nó không lịch sự, mà tuổi Tuất thì lịch sự đúng không? Dạ. Vợ anh 78 hả? Dạ. Hai con bốn chân luôn. Dạ. 78 là con ngựa. Dạ. Hai con bốn chân gặp nhau. Ồ, vợ anh xinh gái ha. Vợ anh nhìn cũng trẻ đấy. Khuôn mặt này nhìn có vẻ là trẻ đấy. Vợ anh nhìn có thường xuyên ăn mặc đẹp này không? Cũng hồi đó thì ít lắm, nhưng mà giờ đi làm công ty cái vợ cũng bon chen rồi ăn mặc xịt dầu thơm đồ. Bây giờ ơi. Đi làm công ty sao xịt dầu thơm chi ấy? Giờ đi gần gần là nghe mùi thấy thơm luôn. Mùi quyến rũ đúng không? À. Hay là vợ anh hôi lách? Vợ anh có bị hôi lách không? Không. Không hôi lách mà sao xịt thơm dữ vậy? Đó bà không có xài, bà ghét lắm, nhưng mà thời gian sau này bà xài. Cái giấy? Mới đây bà xài bà xịt lực nồng luôn. Vợ anh xịt dầu thơm lâu chưa? Cũng cái năm ngoài nay. Dầu thơm là nước hoa đúng không? Dạ. Vợ anh mua trên mạng hả? Hay là mua bên tiệm, ngoài tiệm? Nghe nói người nào tặng cho bà đó. Úi giời ơi, chai to không? Chai cũng to. Bằng đâu? anh giơ tay tả bằng đâu? Bắp tay luôn. Chai dầu thơm to đấy. Chai này chắc nhiều tiền đấy. Ông nào mà tặng được chai dầu thơm này là người nào được tặng là cũng có phước này. Em thì cuộc đời em thì năm nay thì cũng gọi là tóc bạc rồi. Dạ. Hai thứ tóc rồi nhưng mà chưa được ai tặng chai dầu thơm nào. Dạ. Bởi vì em cũng không xài dầu thơm để cho cái mùi thơm tự nhiên á. Dạ. Thế nên là mình không xài. Ồ. anh hiện nay là anh và vợ đang sống ở đâu? Đang sống ở thành phố Thủ Dầu Một. Vậy là mình đang sống ở thành phố Bình Dương luôn. Dạ. Hai vợ chồng anh về Bình Dương sống lâu chưa?
lên đây cũng mười mấy năm rồi. Rồi giờ cũng tích lũy kiếm được cái nhà. Mua được nhà rồi. Dạ. Nhà Bình Dương luôn. Dạ, ở bên Sân Phơi Chánh Mỹ. Ồ vậy ngon đấy. Anh mua nhà lâu chưa? Cũng mới mua đây, cách đây cũng cỡ một năm. Được nhiều tiền không anh? Có nhỏ em vợ nó để lại cho. À mua của em vợ. Dạ. Khoảng 1 tỷ không? Mấy trăm mà. 700-800 không? 500 mà. 500 được ngon rồi. Dạ. Em hỏi anh vậy thôi chứ còn tùy từng điều kiện. Trong hẻm. Mình không có bì được. Dạ. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người ta có tiền thì người ta mua nhà đẹp. Dạ. Mình không có tiền thì mình mua nhà vừa vừa. Kiếm cái chỗ để cái tổ ấm mình chống mưa chống nắng. Đúng chính xác. Đấy. Thế cho nên là hiện nay là hai vợ chồng sống tại Bình Dương luôn. Dạ. Vợ nhà làm nghề gì cụ thể? Vợ em may giày da. Làm lâu lắm chưa anh? Làm là mười mấy năm nay rồi. Vậy lương tháng cũng phải trên 10 củ rồi. Dạ. Đúng không? Vợ anh có bao giờ chia sẻ là hôm nay lương tháng em cần này, lương tháng sau em cần này không? Không. Không nói luôn? Không. Anh làm hàng tháng anh có đưa tiền cho vợ không? Có. Đưa hết luôn? Không có đưa hết, nhưng mà em thì gửi tiền, tại tiền nhà của em còn thiếu đó, em gửi. Rồi bà đi làm á, bà chi ăn uống rồi hoặc bà xài linh tinh thiếu thì em đưa thêm. Có là mình giao kèo với nhau hả? Có giao kèo với nhau. Một người trả nợ và một người lo ăn uống, dạ, sinh hoạt, chi phí ha. Dạ. Còn con anh là học nghề có tốn tiền không? Con em lấy bằng lớp 9 vô học nghề công nghệ ô tô, tốn tiền cũng ít lắm. Thế được rồi, cố dạ gắng nhé. Dạ. Hai vợ chồng anh sống trong thời gian vừa qua và là có hạnh phúc không? Trước đây là hạnh phúc không? 2 năm trước thì hạnh phúc, mà có trong năm nay là bà về bà đòi ngủ riêng, bà không ngủ chung. Từ bao giờ ngủ riêng? Có chừng năm nay. Mới từ đầu năm? Từ hôm Tết tới giờ. Tết cái phải ngủ riêng luôn. Hôm 30 Tết, mùng 1 Tết là mình ngủ chung hay ngủ riêng? Ngủ riêng. Riêng từ hôm trong Tết rồi? Từ hai mấy Tết? Hồi lúc em lấy về cái nhà đó là bà ngủ riêng. Ôi trời. Thế là mình không có nhà mà thì mình ở trọ. Ở trọ thì rất hạnh phúc, mà về nhà đó là lại bà đòi ngủ riêng. Thế này căn nhà đấy nó có vấn đề gì thôi. Thế từ lúc là về đấy là mình lẽ ra mình phải hạnh phúc hơn. Dạ. Trước có 10, bây giờ phải 20. Dạ. Nhân gấp đôi đúng không? Nhưng mà giờ cuối cùng là lại giảm một nửa. Dạ. Vậy ngủ riêng là mình ngủ võng hay ngủ giường? Ngủ trải nghiệm dưới đất, dưới gạch ngủ. Còn vợ anh ngủ riêng một phòng. Con anh ngủ một phòng. Vợ thì ra ngủ với con. Trong kia có cái buồng mà hay, đáng lẽ là có cái buồng vợ chồng cũng hạnh phúc lắm, nhưng mà bà không vô ngủ. Vậy là bà ngủ với con luôn. Bà đi ngủ với con, mà con năm nay mười mấy tuổi rồi, cũng có phiên bà nói con lớn rồi thôi cho nó ngủ riêng. Là con anh bảo thế? Không, em bảo thế. Nhưng mà bà không chịu. Đêm nào bà ngủ với mấy con? Đêm nào cũng về ngủ với con. Con anh nói chuyện với anh nhiều hay nói chuyện với mấy vợ anh nhiều? Em hả? Con anh thường xuyên tâm sự. Nói chuyện với vợ nhiều hơn. Đúng rồi, ngủ chung này là tâm sự nhiều hơn rồi. Vậy là chắc chắn là con anh sẽ nghe mẹ nhiều hơn. Dạ. Tin mẹ nhiều hơn. Dạ. Và có thể là sẽ thương mẹ nhiều hơn. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Mình đàn ông đôi khi nói chuyện với con không được ngọt ngào mấy. Đúng rồi. Thì còn mẹ nó thì nói nhỏ nhẹ ngọt ngào thì nó nghiêng về mẹ nó nhiều hơn. Ôi trời. Nhưng mà mình thì có cái đàn ông mình mà đôi khi nói tiếng cũng hơi to. Khi đồ con em, cái em hỏi chân tình này, từ hôm mà về nhà mới đến giờ phút này, gọi là về nhà mới mua đó. Dạ. Từ hôm giáp Tết ha. Dạ. Đến giờ phút này là cũng 6-7 tháng rồi. Dạ. Hai vợ chồng mình hoàn toàn ngủ riêng luôn. Ngủ riêng luôn. Anh có bao giờ anh vào khèo khèo không? Có. Khèo khèo này kia, bả hô bả mệt bực bội cho xô ra. Xô ra luôn. Nói lớn tiếng luôn hả? Hay nói nhỏ tiếng? Nói lớn tiếng luôn. Để cho con nghe tiếng luôn. À. Thế là mình bẻ mánh luôn. Trời đất quỷ trần hay thua luôn được không? Rồi. Không được gì luôn. Em hỏi nghiêm túc, những lúc con không có nhà là mình có được gì không? Không. Mình có tranh thủ không? Cũng có tranh thủ, nhưng mà bà không ấy, không cho, rồi mình cố tình luôn. Mình không phạm lỗi hả? Cái dạng cái vợ chồng sống chung nhau thì kiểu mà ấy thì mình mới giao hợp được, còn nếu mà người ta bực bội quá rồi còn gì để hứng thú nữa. Hay là đôi khi vợ anh để như vậy là để cho anh gọi là anh tỏ tình, đôi khi để anh ngọt xem, mà anh xem cái tầm cỡ anh ngọt đến cỡ nào chẳng hạn. Thì đôi khi cũng ôm ấp bả, hoặc là kêu chở bả đi chỗ này chỗ kia ăn uống cà phê pháo, nhưng bả không đi, bả từ chối mình. Từ chối mình, nhưng mà tới lúc bạn bè bả điện thì bả đi. Còn mình chở bả đi uống cà phê sáng
thì bà không đi ăn sáng rồi bà không đi. Bạn trai bạn gái? Bạn gái thì nhiều hơn, mà không biết bạn trai thì không biết có không, chứ thấy bạn gái thì nhiều hơn. Vợ nhà nhà có lên mạng không? Có, luôn luôn là ôm điện thoại. Ôi giời ơi. Ôm điện thoại, khi em trong buồng em đi ra thì bà úp điện thoại xuống giả bộ ngủ. Ôi giời ơi, đôi. Giấu điện thoại luôn. À, giấu điện thoại. Có là mình phi tang luôn. Đó. Rồi úp điện thoại xuống kiểu như không cho mình coi. Không cho coi gì hết. À. Anh vợ anh có khóa mật khẩu không? Không có khóa mật khẩu nhưng mà bả luôn nào cũng kè kè điện thoại. Đêm ngủ say mình mò vào mình ăn trộm điện thoại mình kiểm tra. Được không? Thấy mình cũng thôi vợ chồng mà mình cũng tin tưởng thì thôi không có điều tra bả làm cái gì. Nhưng mà càng ngày càng xấu đi. Thế từ Tết này là anh ăn chay luôn. Ăn chay không? Ngủ chay luôn. Ngủ chay. Trời đất quỷ thần ơi. Tuổi này mà giờ ngủ chay, tuổi này là sung sung lắm này. Mà ngủ chay luôn. Uống ha. Người ta là... không cho mình là tiếp giờ... cận tới thì mình làm là... sao được, cưỡng bức ra hay gì. Dạ, chủ yếu là để tưới cây thôi đúng không? Tội nghiệp ha. Anh trai vui vẻ, dễ thương. Ồ, mình là một vợ đấy hả? Một vợ. Đúng một vợ đấy. Đúng một vợ. Trước này anh yêu lâu không? À, nói chung ra thì cũng yêu cũng cả năm trời. Rồi nhờ người ta lại hỏi cưới. Rồi vợ cũng đồng ý. Trước là mình giờ yêu. Đã có quen trước một năm rồi trước vợ mình, đồng ý. Trước mình yêu dữ không? Cũng lớn cấp đó 20 mấy tuổi rồi cũng vẫn yêu. Nhưng mà mình bình có thường. Hứa, mình có hứa là anh sẽ sống với em đầu bạc răng long không? Lúc bây giờ đấy. Có. Ờ, dù cho sông cạn mà đá mòn đấy, anh vẫn thương em đúng không? Dạ. Có hứa như vậy không? Có. Mà bây giờ là tóc thì còn xanh. Dạ. Răng thì còn nguyên. Dạ. Ồ, bà xã anh đi đâu rồi? Hiện nay bà xã đi đâu rồi? Bà xã bỏ nhà đi rồi. Đi bao giờ? Đi hổm là đi rồi xong rồi về rồi mới về hôm qua cái đầu hôm này á, là lại phá cửa cổng rồi hết trơn rồi bà bắt hai ba cái thùng bê bà trèo ra lỗ thông gió bà đi. Ôi trời, trèo tường rào luôn, trèo cửa luôn. Dạ. Ý cha mẹ ơi. Trèo ra lỗ thông gió đi. Trước đây là vợ anh đi bao nhiêu ngày? Đi cũng cái tầm một tháng gì cái bắt đầu quay trở về. Một tháng luôn? Dạ. Trời đất, anh nói thật không? Thật. Một tháng là đi đâu? Anh có tìm không? Có, đi xuống tới công ty bà làm. Ồ. Nhưng mà bà đi là bà vô công ty bà làm, bà bịt mặt kia, em cũng đi ngụy trang để bắt bà lôi bà về. Bà về bà thời gian rồi. Ngụy trang phát hiện được luôn? Em ngụy trang, em đi theo dõi bà. À được, đẳng cấp đấy. Thế là cuối cùng bà đi một tháng là cứ hàng ngày làm công ty, tối ngủ chỗ khác. Ờ. Bà vô nhà bà, bạn bà ngủ rồi là em đi theo dõi bà. Bạn trai bạn gái? Bắt. Bạn đó là trong nhà bạn gái nhưng mà có người trai trong đó nữa, chắc ơi, mình ơi. Cũng chưa biết được là nhưng mà tự dưng như vậy. Ờ, tự nhiên như vậy. Lâu chưa? Lâu rồi. Năm rồi là như vậy. Là năm trước. Năm trước như vậy. Hai năm nay. Dạ, năm rồi. 23 hả? Dạ. Rồi năm nay lại tiếp tục đi nữa. Năm nay đi lần nữa? Dạ. Năm nay đi bao nhiêu thời gian? Dạ, đi không gầy 2 tuần lễ. Úi giời ơi. 2 tuần thì nát cơm nồi. Anh về anh có hỏi là bà đi đâu không? À, có hỏi nhưng mà bà khai thác thông tin bà không cho mình biết mình... Gọi điện thoại bà cũng không cho video, bà tắt video. Tắt mạng luôn, à tắt video không? Chỉ cho nghe tiếng thôi. À, nghe tiếng là đang ở đâu rồi đúng không? À. Nhưng mà vợ anh có gửi vị trí anh tới không? Không. Không luôn. Thế vợ anh trong 2 tuần đấy vợ anh nói là vợ anh đi đâu? À, bà chỉ nói bà đi làm. Làm nhưng mà tối ngủ ở đâu? À, tối ngủ bà chứ năn nỉ lắm thì bà mới về nhà, còn không năn nỉ bà ngủ với nhà bạn bà. Trời ơi, chiên ca rồi. Khổ quá nhờ. Anh nói này có thật không? Em thấy là sao sao ấy. Nếu em mà có nói sai thì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Ồ, vậy là anh nói đúng luôn đấy hả? Dạ. Vậy là vợ đi lần này lần thứ hai? Lần thứ hai. Lần trước đi 1 tháng? Lần trước đi 1 tháng, đi xong rồi vòng vàng về bán hết. Mất hết vàng luôn? Bán hết. Ui giời ơi, nhiều vàng không? À, đeo bộ vòng xi men. Mất luôn? Bán hết. Vàng trước ai mua? À, thì kiểu như vợ chồng góp lại mua cho bà. Tiền chung, mua lâu chưa? Mua rồi bà đeo cũng mấy năm rồi, cái bà đi bà bán hết rồi. Hay là vàng lên giá và anh bán để dành tiền ấy. Rồi bây giờ sắm lại cái khác, giờ bà tiếp tục bà đi nữa. Ai sắm? Thì tiền của em với vợ chồng về mà cùng nhau để sắm lại cho bà. Thế lúc trước là anh có hỏi là cái bộ vàng này bán đi đâu không? Tiền đâu không? Có hỏi nhưng mà bà không nói. Lý do? Rồi em mới nói bà bán bà cho ai ai ăn. Bà mới nói ai mà ăn được tôi. Ồ
đúng rồi, ai mà ăn được, mấy chị em phụ nữ khôn lắm, ai mà ăn được, mà ăn nổi đâu, sao mà ăn được, chắc giấu thôi, tiền chắc đem gửi ngân hàng thôi, bán vàng gửi ngân hàng thôi, thế là lần sau lại mua tiếp, mua nữa rồi bây giờ bả đeo bả đi nữa rồi, đi mấy đi lần thứ hai là mấy ngày? Đi hôm gầy cái tuần lễ rồi cái mới về hôm đó rồi cái đi một tuần đúng không? Dạ. Lần trước đi một tháng, lần sau đi một tuần. Dạ. Và lại mới đi tiếp đây. Mới đi tiếp là trèo rào bắt thùng B đúng không? Bắt thùng B lên lỗ bông gió trèo đi. Thùng B là thùng sân nước đúng không? Lùng sân nước. Kê mấy thùng? Kê 2-3 thùng mấy cái lỗ bông gió mình dới lên nè, kê lên mới trèo qua. Sao anh không hàn cái thùng gió cái lỗ đó này? Sao mình không hàn lại để trộm chú mình đâu? Tại vì nhà cũng có camera, nếu mà không cúp điện thì camera nó báo. Oh. Nó cúp điện ngay cơ hội đó, cúp điện rồi bả mò bả đi. Xùi quá. Đến lúc mày anh đi đâu? Là bả về bên nhỏ em ruột bả ở đó, bả không chịu về nhà. Không, em đang hỏi cái hôm mà vợ anh chui lỗ thông gió đấy. Em ngủ dưới nhà dưới này. Mà không biết luôn. Hôm ba em lên ăn nghỉ bả về, bả không về. Rồi bả nói là để cho bả ngủ lại với nhà nhỏ em. Đó. Rồi thôi thấy vậy em cũng về dưới này em ngủ rồi cho bà ngủ lại nhà nhỏ em là tối lại bà trèo lỗ con gió bà đi. Thế là đứa em có biết không? Nhỏ em là cúp điện tới sáng nó mới biết, cúp điện nên ôi camera ơi, nó không có báo qua điện thoại, nó không biết. Chắc sáng gọi chị ơi đúng không? Rồi là mất chị rồi. Nhỏ em sáng lên nói chị đi nữa rồi anh ơi. Ôi giời ơi. Chị leo lỗ con gió đi là đi chân không có dép luôn. Ồ, bỏ dép luôn. Tại vì dép bỏ trong cổng, nhỏ em vợ phá cửa rồi. Trời đất quý dân ấy, bỏ dép chạy luôn. Trời, anh nói thật không? Thiệt, em nói thiệt mà. Thế vợ anh chạy trên đất luôn à? Dạ. Hay là anh làm gì vợ anh sợ? Bỏ chạy mất dép luôn. Bỏ chạy mất dép luôn, em có làm gì đâu, em chỉ hay lên là về, hay là về hôm nay anh cũng vật ra rồi. Anh đã làm gì chưa? Đâu, không gài bà đi không à, bà đâu có về nhà đâu, bà về nhà nhỏ em không à. Vậy là từ Tết là anh không được gì? Không được gì hết. Thế mà vợ vẫn sợ. Anh có hăm dọa là tối nay tôi sẽ ấy không? Không. Không 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 hù nhé. Không hăm dọa, chỉ năn nỉ bả về thôi. Vì vì chồng, vì con này kia về sống để mà làm ăn này kia đồ, đôi khi kinh tế mình cũng còn eo hẹp quá thì cố gắng thêm vài năm nữa. Em đã nghe rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người đàn ông về đây chia sẻ những cái câu chuyện cảm xúc anh em tưởng rằng thật. Nhưng mà thực sự là người chồng cũng sai. Còn cái câu chuyện này là em thấy là hiện nay là anh chia sẻ là toàn vợ anh sai và anh chưa sai. Anh có nhậu nhẹt đâu? Làm hồ thì cũng đôi khi cũng làm gì tránh khỏi anh cũng bạn bè, nhưng mà ai cũng có bạn bè hết, thì nhậu chút xíu mình cũng vẫn về với vợ mình, với về con có say mình không? Về có say xưa không? Có say ngà ngà thôi. Nhà say nhưng về có kiếm chuyện không? Không. Mình từ trước bà có là chửi bới vợ không? Đôi khi thì thời gian bà đi thì cũng có chửi bà, rồi khi chửi bà rồi đã nói này nói kia cho bà nghe, rồi chửi nó xong rồi tới lúc hết giận thì năn nỉ bà lại. Ôi giời ơi, chửi trong năn nỉ chửi chi vậy? Thì tính đàn ông mình mà gặp chuyện thì nó cũng rất bực bội, kiềm chế không được. Theo anh tại sao vợ anh bỏ đi? Em cũng không hiểu được, hỏi bà thì bà cũng trả lời, nhưng mà chắc do em đi làm này kia không có quan tâm gì tới bà nên bảo bỏ đi hay gì. Hay là anh có yếu không? Anh có yếu khoản hành tay không? Em bình thường mà. Bình thường à? Chắc chắn là bình thường đúng không? Bình thường mà. Bình thường mà sao lại bảo lại bỏ đi? Em cũng không hiểu nổi, chắc là không quan tâm bả, nhưng mà quan tâm bả thì bả không chịu. Chở bả đi ăn đi uống cà phê pháo rồi linh tinh thì bả không chịu. Phụ nữ là mình phải gù. Anh biết phụ nữ, người ta gọi là phụ nữ là phải gù từ từ nhẹ nhàng. Có thời gian á là rồi, không quan tâm tới bả, rồi sau này nếu quan tâm với bả thì muộn rồi. Muộn rồi. Kiểu như bả đẩy ra không à. Đẩy ra luôn. Anh có bây giờ anh nhảy vào anh ôm chồng cầm cái không? Ôm vợ bình thường, nhưng mà ôm bả là bả mệt bực bội. Là mình muốn nhún người rồi đúng không? Là thấy đúng không? Người mình nó nản nản rồi. Thế lúc đấy thì thua thất bại rồi. Ôi, vợ đi lần thứ hai. Đúng là lần này lần thứ ba đúng không? Lần thứ hai. Đâu lần thứ ba chứ, lần đầu tiên là một tháng, lần thứ hai một tuần. Lần này đi tiếp này lần thứ ba. Anh tính là để cho cơ hội là cho vợ đi lần thứ mấy thì mình kết thúc. Em không muốn bà đi nữa, muốn bà về nhà để chăm nom con cái. Em thì đi làm cũng vất vả, rồi đi đôi khi đi làm xa rồi không ai ở nhà bảo con cái, con trong lứa tuổi này nó đang ăn và nó đang học này kia đồ đó, rồi nhiều khi vợ chồng như vậy rồi con nó sa ngã vào con đường tội lỗi nữa mất công. Con anh đi thường, vợ anh đi thường qua.
Đi hôm qua. Từ hôm qua đến giờ phút này anh có biết thông tin vợ anh đang ở đâu không? Không biết luôn nữa, chỉ là lên là bà làm ở kiosk sau thị Ion đó. Siêu thị Ion. Rồi bà giờ bà nghỉ ở đó rồi, bà qua bên chợ bún, bà làm cũng công ty may giày tư nhân. Bỏ công ty kia rồi. Công ty kia bà nghỉ, bà rút bảo hiểm ra. Rút tiền đâu rồi? Giờ mới có nạp hồ sơ mới mấy tháng nay à, chưa có rút ra. Chưa lấy được tiền đúng không? Chưa lấy được tiền. Nhưng bảo hiểm thất nghiệp chắc chắn là lấy được. Bảo hiểm thất nghiệp là lấy được. Ừ, hàng tháng lấy được, vài ba củ chẳng hạn. Thì bảo là mười mấy năm rút ra cũng được trăm. Trăm đấy về trả lợi làm gì, hay lại mất luôn. Thì bây giờ sợ bả đi rồi người ta dụ bả tiền đó đó. Anh cho hỏi này, vợ anh khi anh phát hiện là hoặc vô tình chợt, vô tình mình thoáng qua hoặc mình để ý, mình phát hiện là vợ nhắn tin hoặc gọi điện cho người đàn ông hay người đàn bà. Mình thấy bả tư cách bả đổi bản tánh rồi, mình mới cứ để ý. Coi thử coi bả làm gì. À. Nhưng mà cuối cùng là vợ làm gì, nhắn tin cho ai? Nhắn tin cho ai thì bà không cho mình coi số điện thoại, không cho đụng tới điện thoại bà. Nhưng mà đêm nào ngủ riêng? Dạ đêm ngủ riêng. Ban ngày về cũng ngủ trong phòng khóa cửa lại? Dạ. Thế những ngày chủ nhật thì không đi làm thì sao? Bà cũng đi lên nhà nhỏ em chơi, hoặc không... là có ở nhà đi chăng nữa thì bà cũng lên võng bà ngủ, chứ mình lại đụng địa thì, bà. Làm bóng cũng... thì thua rồi, không làm gì được. Làm bóng thì bóng tay chống con rồi. Có nằm đâu đi chăng nữa, mình lại gần bà cũng hắt ra. Hắt ra. Có phải là vợ anh khi mà anh cố tình, vợ anh bực mình, có vợ anh chửi thề không? Không, nếu mà mình tiếp xúc với vợ mình mà thấy vợ mình bực bội rồi thấy mà mình buông súng luôn. Mình buông bỏ súng. Luôn chứ. Buông súng. Buông súng luôn. Nhưng lúc yêu sao không người ta không người ta hất ra mà sao mình vẫn cố tình, mà bây giờ tại sao không cố tình? Đúng không? Lúc yêu á. Dạ, lúc yêu đúng. Tại sao mình càng vồ vào, người ta hất ra mình càng vồ vào. Bây giờ thì tại sao, lý do gì mà cũng là vợ chồng, lẽ ra là người ta hất ra thì mình phải vô nhiều hơn. Bây giờ nói chung ra mình lớn tuổi rồi, thì hồi xưa thì còn trai thì nó tơ hơn đúng không? Nó ấy hơn. Kiểu gà tơ ha. Gà cho là gà này đá nhiều. Còn bây giờ lớn tuổi rồi, những gì vợ mình từ chối thì mình không thể cưỡng ép được. Theo anh ấy, hiện nay vợ anh đang đi đâu? Đi xuống nhà bạn ở dưới Vship 1, Vship 2. Có cho anh biết chính xác không? Không có cho biết chính xác, nhưng mà thường là bà đi xuống dưới đó. Em phân tích cho này. Về đây tất cả các anh em về đây là các anh em đi giúp hết. Thế nhưng mà trong cô giúp đó là anh em cũng hỏi, trò chuyện với anh. Dạ. Để biết được cái tình hình, cái câu chuyện, cái cuộc sống, hôn nhân, gia đình và kinh tế, lý do. Thì anh em có hướng. Dạ. Mới có phương pháp để tìm được. Dạ. Em thấy được là vợ anh vì lý do nào đó mà vợ anh không còn tình cảm với anh. Dạ. Từ khi anh chia sẻ là mua nhà. Dạ. Còn trước đó thì không biết, đúng không? Dạ. Đến giờ phút này vợ anh tự dưng ngủ riêng mà anh hoàn toàn bình thường. Dạ. Đúng không? Dạ. Anh vẫn đi làm hàng tháng, vẫn hàng ngày vẫn kiếm tiền, vẫn trả nợ để mua trả cái căn nhà đó. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Mình không có hành động gì gọi là tác động đến vợ. Dạ. Mà vợ anh bỏ đi lần đầu tiên một tháng. Dạ. Hoàn toàn bí ẩn. Dạ. Lần thứ hai đi một tuần. Dạ. Trốn qua lỗ thông gió. Dạ. Bỏ chạy mất dép. Dạ. Lần thứ ba tiếp tục đi, và lần đầu tiên là bán mất vàng. Dạ. Hiện nay là chưa biết chính xác là vợ anh bán vàng đi đâu. Dạ. Nhưng mà theo như anh là vợ anh bán vàng thì chưa biết vàng đi đâu. Dạ. Thì bây giờ là vàng thì không còn. Dạ. Đang xuống sông xuống biển rồi. Dạ. Thế vì vậy cho nên hôm nay anh về đây nhờ anh em ở Chính Bình Dương ghi để đăng tin để tìm vợ. Các anh em nghe cái câu chuyện của anh, một người đàn ông mà bốn mấy 50 tuổi rồi, sinh năm 1978 tuổi ngọ. Dạ. Đúng không? Dạ. Cũng lớn tuổi rồi đó chứ không có nhỏ đâu. Mà bây giờ nếu mà bước qua một cuộc hôn nhân khác thì thực sự là cũng rất đau buồn. Dạ. Bởi vì mình sống với vợ cũng không gì cũng mấy chục năm rồi. Dạ. Đúng không? Tình cảm phải nói là vô cùng rất nhiều. Đúng dạ. không? Đau buồn có, vui buồn có, đúng không? Hạnh phúc có. Dạ. Nhưng đến giờ phút này anh chia sẻ là vợ anh hoàn toàn không cho anh ngủ chung. Dạ. Đó là một câu hỏi cần anh phải tự nghiên cứu. Dạ. Tại sao vợ mình không cho ngủ chung? Nhá. Dạ. Mình làm gì sai hoặc có lỗi, hoặc dạ. là không làm hài lòng vợ những cái chuyện đấy hay không? Dạ. Đó. Vì phụ nữ bây giờ người ta ngộ lắm, nói chuyện phải ngọt, nhẹ nhàng, kể cả vợ chồng mình cũng phải vuốt ve. Dạ. Đó. Chứ không phải là mình cứ làm chồng mà mình cậy, mình làm chồng mình chửi bới hay mình na giày là người ta chịu đâu.
người ta lên đường ngay mà bỏ chạy mất dép liền đó. Thế nên tiền bạc cũng phải đôi khi cũng phải công khai. Yeah. Có thể mình không đưa hết nhưng mà mình công khai. Hôm nay anh làm được 10 triệu này, anh đưa cho em 3 triệu, còn 7 triệu anh giữ. Yeah. Tháng sau mình tiếp tục như thế vậy là rồi, 2 tháng như này anh giữ được 14 triệu này. Anh đang cất ở đây. Khi nào nhà mình có việc gì chẳng hạn. Yeah. Chứ không nhất thiết phải đưa hết. Yeah. Bởi rất nhiều câu chuyện, rất nhiều người đàn ông đưa hết tiền cho vợ, đến giờ phút này là vợ cuốn gói một cái một sạch sẽ luôn. Yeah. Gọi là cái lịch không còn luôn. Yeah. Đó là câu chuyện có thật. Thế còn riêng câu chuyện của anh là em nghe cảm nhận được là cái kinh nghiệm anh em đây chứng kiến mà từng thấy rồi. Có thể nhiều phần trăm, chưa dám chắc, nhưng có thể là nhiều phần trăm vợ anh có mối tình khác. Em chưa có khẳng định nhưng mà em nghĩ là nhiều phần trăm như vậy. Chỉ một phần trăm rất nhỏ là vợ anh buồn anh. Nhưng mà anh chia sẻ là hoàn toàn là vợ anh không có gì để buồn. Chỉ bằng con là vợ mệt mỏi, mệt mỏi mà mệt từ trong Tết giờ không có ngày nào khỏe. Mà không cho anh ngủ chung. Vợ chồng không có cái chuyện đó nữa, đúng không? Là cái câu này em nói thật với anh là cái này là rất vô lý. Mình xem lại. Em cũng thấy vô lý. Đúng chưa? Đó. Bởi vì anh hoàn toàn là khỏe mạnh. Mà vợ anh tại sao phải bỏ trốn? Nếu như những lần vợ anh bỏ đi mà vợ anh về anh tìm được, mà anh ra những đòn quyết định, vợ anh sợ quá phải buộc đi thì hay. Mà về anh vẫn nói chuyện nhẹ nhàng mà vợ trốn qua lỗ thông gió, đi nửa đêm, bỏ mất dép luôn. Là một câu chuyện phải nói thực sự là nghe thì em biết rồi đấy. Ở đây thì em biết rồi. Nhưng mà biết rồi nhưng mà em không thể nói được. Nói ra thì nay mai nó phiền lắm. Tự anh suy nghĩ nhá. Còn tìm vợ cho anh thì chắc chắn là sẽ tìm được. Và anh đặc điểm nhận dạng ấy là trán thì cũng rộng đây, nước da hơi trắng đúng không? Miệng cười thì hơi lệch lệch. Phải không? Em thấy em nhìn này là miệng cười là hơi lệch. Răng cũng răng bả cũng cái máu răng cũng răng giả nên bị cộm cộm. Em cảm nhận nếu người ai mà tiếp xúc với người phụ nữ này nhìn cười là phát hiện được ngay. Răng bả giả, bả chồng răng giả nên bị cộm. Bả cũng nói nên cười hơi lệch lệch. Không cười thì khó thể phát hiện, nhưng cười thì rất dễ phát hiện vợ anh. Thế nên là vì vậy là thì tìm được vợ anh về em cũng chưa biết là vợ chồng anh còn sống với nhau có hạnh phúc hay không. Bởi vì nhưng thực sự người phụ nữ người ta bỏ đi rồi, đến lần thứ ba rồi thì đó là một câu chuyện rất khó anh. Mình cần xem xét lại, có thể là mình sẽ chuẩn bị tâm lý và tư tưởng anh. Có thể là mình sẽ phải nuôi con một mình, hoặc có thể là mình sẽ cái số phận mình phải chịu. Em biểu bà có đi thì nên có giáp mặt anh em, cô gì chú bác gì đó, rồi mình không có đăng ký kết hôn nhưng mình cũng có làm cái tờ giấy. Rồi là ký tên vô đó, có cô bác hai giữa hai bên này kia ký kết công nhận là mình ly thân, là gọi trong gia đình, tại vì mình không có kết hôn, có hai bên chứng kiến. Sau này ai làm gì này kia không được quyền ngăn cản hay là này, phá gói người ta. Cái này á, em nói mày nhỉ, người phụ nữ người ta bỏ đi như thế này là người ta chưa đủ bản lĩnh. Còn đủ bản lĩnh người ta đứng lại, người ta nói chuyện với anh. Không thích nhau nữa thì chia tay. Nhưng đây người ta không đủ bản lĩnh là vì lý do đôi khi người ta sợ xã hội dị nghị, hoặc sợ gia đình ngăn cản hoặc là la rầy. Vì vậy mới bỏ trốn luôn. Nhưng mà em nghĩ rằng anh sẽ phải chuẩn bị một tâm lý rất vững để anh có thể anh phải nuôi con anh. Và có thể sẽ phải chuẩn bị tâm lý tới đây phải có một mối tình khác. Chắc chắn rồi. Người phụ nữ đã đi lần thứ ba rồi, lần đầu tiên là bán hết vàng rồi, một tháng liền. Bây giờ nếu người phụ nữ người ta giận anh, người ta về gia đình người ta. Một tháng, 5 tháng, 10 tháng, 1 năm, 2 năm là khác. Nhưng mà lâu lâu mình tới, mình vẫn biết người ta ở đó. Đúng không? Cha mẹ làm chứng, mọi người làm chứng là vẫn ở đó. Đó là khác, nhưng thực sự là đây là thông tin bí ẩn. Đúng không? Làm việc ở đây nhưng tối về đi đâu, trốn đi đâu không ai biết. Đúng không? Đó, thế nên là thực sự là cái này là bí ẩn. Lần thứ hai và lần tiếp tục lần thứ ba này chưa biết là vợ anh đi lần thứ ba này là bao giờ. Và có thể là sẽ quay trở về. Em nghĩ rằng một người phụ nữ như thế này ấy, thì tìm thì được, nhưng mà về thì khó. Nhá anh ạ. Chuẩn bị tâm lý nhá. Rồi bây giờ này, em cái câu chuyện này thực sự là em chia sẻ với anh ấy là không phải người đầu tiên. Người như anh ấy là mấy ngàn rồi. Em cũng có lên clip coi clip của Hiệp Chỉ Hải. Mấy ngàn rồi. Thôi bây giờ này anh hãy nói chuyện là ngắn gọn. Nếu thực sự vợ anh còn thương anh, vợ anh suy nghĩ lại để quay trở về. Còn không thương anh cũng phải quay trở về để giải quyết là vấn đề con cái, tiền bạc, kinh tế, tài sản anh nhé. Rồi anh nói chuyện rõ để cho vợ anh xem, vợ anh hiểu được.
em à, nếu còn thương anh thì hãy quay trở về, còn nếu không thương anh nữa thì hãy về là giải quyết về hôn nhân và tiền bạc của cải và con cái, là rồi em chính thức em ra đi, không ai trách em gì hết. Buồn thì buồn đấy. Buồn anh, nhưng mà nó không đối diện với thật, sự thật là hay hơn. Đúng rồi, sự thật vẫn là sự thật. Chứ đừng nên mà cứ lén lén lúc lúc mà bỏ đi như vậy là không được. Rất khổ ha. Nếu cái gì mình phải dứt điểm đi rồi mình ra đi. Anh Trâm hỏi lại này, tất cả những thông tin anh chia sẻ là hoàn toàn là có đúng sự thật không? Em là những cái thông tin này em nói trên đây là đúng sự thật. Nếu có sai lệch gì em hoàn toàn chịu trách nhiệm. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để tìm vợ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được thông tin vợ anh không? À, em đồng ý. Dạ, cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Em cũng không biết nói gì hơn cả, xin chúc cho anh nhiều sức khỏe. Dạ. Hy vọng trong thời gian tới anh nhiều sức khỏe và có công việc thuận lợi. Để dạ, có thể anh nuôi dạy con và có thể là tới đây còn nhiều cái cần đến anh dạ nhé. Dạ. Dạ, kính chào cô chú anh chị và bạn. Đây là câu chuyện là một anh trai hiện nay về đây nhờ anh em chứng minh ghi hình đăng tin tìm vợ. Câu chuyện thực sự rất buồn này cô chú anh chị. Vì vợ đi lần này lần thứ 3, chưa biết là nếu mà về lần này thì vợ đi lần thứ mấy nữa thì chưa dám chắc. Nhưng mà anh trai là phải là một người đàn ông rất rộng lượng, đến giờ phút này vẫn châm trước và bỏ qua cho vợ. Hy vọng là chị gái này nếu xem video này, chị gái suy nghĩ lại để quay trở về cùng gia đình. Dạ, cuối video cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Dạ, xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ, xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào, hẹn gặp lại.